Mất gốc tiếng Anh thì nên bắt đầu học từ đâu ạ? Hello mọi người, lại là Miss Thanh đây. Với câu hỏi này thì đầu tiên các bạn phải xác định cho Thanh xem mục tiêu học tiếng Anh của các bạn là gì đã nhé. Nếu mục tiêu học tiếng Anh của các bạn là để giao tiếp thì đầu tiên các bạn sẽ phải học cho Thanh về phát âm, bởi vì nó sẽ gắn liền với kỹ năng nghe và kỹ năng nói của các bạn. Không giống như tiếng Việt chỉ có một bảng chữ cái thì chúng ta vừa có thể viết được từ cũng có thể là ghép vần để đọc được cái từ tiếng Việt đó. Tuy nhiên ở trong tiếng Anh thì chúng ta lại bao gồm hai bảng. Một đó là bảng phiên âm quốc tế, hai là bảng chữ cái tiếng Anh. Bảng chữ cái tiếng Anh thì chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua, chúng ta dùng để viết nên từ. Tuy nhiên chúng ta không thể nhìn vào mặt chữ để chúng ta có thể đọc được cái từ đó, giống như trong tiếng Việt. Vậy thì đó là nhiệm vụ của bảng phiên âm quốc tế. Chúng ta sẽ phải học 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA. Sau khi học 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA thì chúng ta có thể tự chỉnh cái phần phát âm của mình. Không phải đi hỏi người này, hỏi người khác xem cái từ này được phát âm chính xác như thế nào, mà chúng ta có thể tự tra từ điển và tự sửa cách đọc của mình luôn nhé. Và lưu ý hãy gói gọn cái phần phiên âm của mình trong vòng 1 tháng thôi nhé. Sau đó hãy chuyển ngay sang học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Đây chính là khoảng thời gian để chúng ta có thể vận dụng cái phần phiên âm của mình để áp dụng vào chủ điểm phần giao tiếp. Và lưu ý với mỗi một bài học tiếng Anh giao tiếp thì phải đảm bảo cho Thanh 4 yếu tố: từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe và nói. Chúng ta không nên tách rời các kỹ năng với nhau, bởi vì khi như vậy thì các kỹ năng sẽ rời rạc và không có sự thống nhất. Học từ vựng có kèm với phiên âm trong bảng phiên âm quốc tế IPA giúp bạn có thể chuẩn âm ngay từ đầu. Học ngữ pháp để chúng ta có nguyên liệu để gắn kết các từ vựng với nhau. Luyện nghe cho đôi tai để giúp chúng ta nhạy bén hơn trong quá trình giao tiếp. Và đồng thời cũng học được cái văn phong và cách nói chuyện của họ trong bài mẫu phần nghe. Và cuối cùng đó là áp dụng tất cả những kỹ năng trên vào trong phần luyện nói. Và lưu ý, đối với người bắt đầu học thì ưu tiên là luyện nói một mình nhé. Trong giai đoạn này thì chúng ta không cần thiết là phải đi tìm một người bạn nào đó để đồng hành cùng giao tiếp với mình, bởi vì lúc đó chúng ta chưa có đủ nguyên liệu để chúng ta lôi ra để chúng ta luyện nói với bạn của mình được. Mà quan trọng nhất trong giai đoạn này đó chính là nạp kiến thức chất lượng vào cho người mình. Phương pháp đúng, lộ trình chính xác sẽ đưa bạn đến kết quả thành công. See ya! Bạn mất gốc học tiếng Anh lâu rồi nhưng mà không thể giao tiếp được. Combo đột phá tiếng Anh tự tin giao tiếp dành riêng cho bạn. 85 video được Miss Thanh hướng dẫn tận tình chi tiết giúp bạn chuẩn hóa phát âm, lấy lại nền tảng và tự tin nói tiếng Anh. Ngoài ra còn được tặng kèm bộ giáo trình gửi về tận nhà. Với combo này, hy vọng các bạn sẽ vượt qua nỗi sợ hãi tiếng Anh. Bye bye.